Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Tất cả các bạn con trai thì luôn luôn thắc mắc là tại sao con gái lại tốn quá nhiều tiền làm việc làm đẹp đến như vậy. Câu trả lời của mình là có lẽ bởi vì con gái quan tâm đến quá nhiều phần trên cơ thể. Ví dụ như là da mặt này, da mắt này, môi này, body này, móng tay móng chân này, và đặc biệt là tốn rất nhiều tiền vào việc mua son. Nhưng mà mọi người có để ý là nếu mà môi của mình chưa được đẹp ấy, thì kể cả mọi người có đánh son gì đi nữa thì lên nó cũng không được đẹp như là các người mẫu ở trên ảnh mà mình xem. Nếu mà đôi môi mà nó bị khô quá này, hay là nó không được hồng hào này, hay là nó bị rất là nhiều nếp nhăn thì đánh lên nó cũng sẽ không được đẹp. Và vì thế trong video ngày hôm nay, trước khi video này thì mình đã ngồi xuống để mình viết hết tất cả những cái bước chăm sóc môi mà mình đã từng làm, cũng như là những cái sản phẩm mà mình sử dụng, để cho mọi người xem là dưỡng môi nó không chỉ là đánh son dưỡng mà nó còn rất là nhiều bước khác quan trọng nữa. Và hy vọng là mọi người sẽ xem đến cuối video này để xem là mình dùng những sản phẩm gì cũng như là cách dùng như thế nào nhé. Bước đầu tiên cũng giống như chăm sóc da mặt thì mọi người sẽ dùng bước tẩy trang. Mọi người để ý là nếu một thời gian dài mà mọi người chỉ dùng nước ấy, mà mọi người dùng bông xong mọi người lau trên môi ấy, nó sẽ tạo thành những cái vân ở trên môi. Và sau một thời gian dài mọi người làm như thế thì nó sẽ tạo thành cái phần da chết. Và kể cả mọi người có đánh son gì đi nữa thì nó cũng không thể ăn vào môi được, và nó sẽ bong chóc rất là nhanh. Thì có rất là nhiều sản phẩm tẩy trang ở trên thị trường, nhưng mà để tẩy trang cho môi thì mình khuyên mọi người là trước khi mọi người mua ấy, mọi người nên đọc cái phần tiêu đề ở trên cái vỏ ấy, mà nó ghi là nước tẩy trang mắt môi hoặc là lip and eye remover thì nó mới đúng là cái loại mà mọi người nên dùng. Nhiều khi mọi người dùng micellar water, mọi người sẽ thấy là nó cũng có thể sạch được, nhưng mà dần dần thì nó cũng làm cho môi mình nó bị lên da chết, bị bong chóc rất là nhanh. Thì những cái sản phẩm ví dụ như thế này, là cái Iopel Lip and Eye Remover, thì mọi người thấy là nó sẽ chia thành hai lớp như thế này. Một lớp là dầu, còn một lớp là nước. Thì khi mọi người dùng ấy, mọi người sẽ lắc lên, và khi mà cái lớp dầu và lớp nước này hòa với nhau thì nó sẽ lấy đi cái lớp make up ở trên môi rất là dễ. Nhất là đối với cả những sản phẩm gọi là lip tint, hoặc là những cái mà hôn nhau hoặc là ăn uống mà nó không trôi ra được ấy, thì phải những sản phẩm như thế này thì nó mới có thể lấy sạch được những cái lớp make up đó. Hoặc là nếu mọi người chỉ muốn dùng một loại micellar water thôi ấy, thì mọi người có thể dùng cái micellar water dạng deep cleansing này. Cái loại này của L'Oreal thì nó sẽ có 3 màu khác nhau, nhưng mà cái loại màu xanh, cái này là xanh gì ta? Cái này là xanh dương đúng không? Cái loại màu xanh dương này thì nó sẽ là cái dạng tẩy sâu, và cái trong này nó cũng có một lớp dầu rất là mỏng ở trên thôi. Nên là nếu bạn nào mà sợ cái cảm giác mà nó bị dầu quá, cái này thì nó là 50-50 cả dầu và nước. Nhưng mà nếu mà mọi người sợ nó bị dầu quá thì mọi người có thể thử sử dụng sang cái loại deep cleansing này của L'Oreal cũng được. Bởi vì cái lớp dầu ở trên này nó rất là mỏng thôi, nhưng mà nó vẫn lấy được cái lớp make up ở trên môi cực kỳ dễ luôn. Hoặc là mọi người có thể dùng tẩy trang dạng sáp thì nó cũng có thể lấy được lớp tẩy trang môi rất là dễ. Còn đối với cả những cái dạng nước như thế này thì mọi người chỉ cần cho lên cái bông và mọi người lau lên trên môi là nó sẽ sạch hết. Không biết là các bạn nào nghĩ đến việc là xông hơi cho môi chưa? Bởi vì xông hơi cho mặt thì mọi người đã nghe đến rất nhiều rồi đúng không? Nhưng mà thực ra da môi với cả da mặt thì nó chỉ khác nhau một điểm, đó là da môi thì nó có khoảng 3-4 lớp, còn da mặt thì nó có tận 15-16 lớp khác nhau. Và ở trên da môi thì nó không có lớp sừng, không có lớp biểu bì, nên là nhìn nó sẽ có một màu khác hơn so với da mặt của chúng mình. Nhưng mà có một cách rất hay mà mình hay làm để chăm sóc cho môi, để cho môi nó được mềm hơn cũng như là đủ độ ẩm hơn, đó là một tuần một lần. Trong khi mọi người xông hơi cho mặt ấy, thì mọi người cũng cố gắng là xông hơi cho mình một chút. Tất nhiên là đừng có cho gần quá, bởi vì nó sẽ làm bỏng môi mình luôn. Nhưng mà mọi người sẽ để cái hơi đó nó đi lên trên môi của mình, hoặc cách đơn giản nhất đó là mọi người đi vào nhà tắm, mọi người tắm nước nóng thôi, là cái hơi đó nó đã đủ để dùng cho môi của mình rồi. Và trước khi mọi người làm cái việc đó ấy, thì mọi người sẽ dùng những cái sản phẩm gọi là lip balm, hoặc là những cái mặt nạ môi mà nó dày một chút, mọi người đánh một lớp dày lên đó, sau đó mọi người bắt đầu xông. Thì sau đó, sau khi mọi người tắm xong hoặc là sau khi mọi người xông xong, mọi người lau đi ấy, mọi người sẽ thấy là môi mình nó rất là mềm và rất là đủ ẩm. Đây là một cái tip rất là đơn giản nhưng mà mình nghĩ là không phải ai cũng biết đâu nhá. Có một bước mà mọi người có thể làm từ 1 đến 2 lần một tuần mà chắc là ai cũng biết rồi, đó chính là tẩy da chết trên môi.
Cũng giống như là trên da cơ thể, khi mà cái da chết nó bong đi ấy, mà mình không tẩy da chết đi thì nó sẽ dần dần nó bám và nó tích tụ lên trên môi của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người ba cách để có thể tẩy da chết. Cách đầu tiên vô cùng dễ, đó là mọi người chỉ cần bỏ tiền đi ra những cái trung tâm thương mại hoặc là những cửa hàng bán đồ mỹ phẩm ấy. Mọi người hỏi cái tẩy da chết dành cho môi thì người ta sẽ có rất là nhiều loại khác nhau. Và cái loại mình đang dùng ở đây là loại của MAC, gọi là Lip Scrub Tissues. Và khi mọi người dùng ấy thì mọi người chỉ cần lấy một chút sản phẩm này và kỳ cọ một chút ở trên môi cùng với cả cái môi mình hơi ẩm một tí thì nó sẽ ra những cái da chết. Và đặc biệt là cái này có mùi rất là thơm, cái này nó như kiểu mùi dâu ấy, và nó cũng có cái màu hồng ở trong này luôn, nên sau khi tẩy da chết thì mọi người sẽ nhận thấy là cái da ở trên môi của mình nó hồng hào hơn. Hoặc là mọi người có thể tự DIY ở nhà bằng cách là trộn đường nâu, dầu dừa với cả mật ong để mọi người có thể dùng ở trên môi, là những cái gọi là nó tự nhiên ấy, thì nó sẽ không làm hại gì cho cái cơ thể của mình cả. Cái cách này thì nó hơi gọi là gì ta, nó hơi phức tạp một chút bởi vì mọi người sẽ phải tự pha ở nhà, nhưng mà nó cũng dễ thôi, không có gì quá khó cả. Rồi cách thứ hai mà mọi người có thể làm đó chính là trước khi đi ngủ, mọi người bôi một lớp lip balm thật là dày ở trên môi, thật là dày vào, trông nó bóng nhẫy vào, trông như kiểu vừa ăn thịt gà xong ấy. Và mọi người đi ngủ, đến sáng hôm sau khi mà mọi người đánh răng rửa mặt thì trong cái lúc đánh răng mọi người có thể dùng cái đầu cọ của cái bàn chải đánh răng của mình và mọi người cọ trên môi thì nó cũng giúp lấy đi cái lớp da chết. Và còn một cách nữa đó là mọi người có thể sử dụng cái nước tẩy trang này. Cái nước tẩy trang này ấy, thì bình thường mình dùng ấy thì mình sẽ chỉ lau lau như thế này để mình tẩy trang thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người muốn là tẩy da chết ấy, thì mọi người sẽ cho thật là đậm cái bông tẩy trang này vào, và sau đó mọi người sẽ mím môi thật là chặt đó, và mọi người sẽ đưa qua đưa lại đó trong khoảng từ 2 đến 3 phút thì nó sẽ giúp là lấy đi cái da chết ở trên cái bông này cho mọi người luôn. Đó, có 3 cách đơn giản như vậy thôi, và mỗi tuần mọi người nên làm từ 1 đến 2 lần nhá, để cho môi của mình lúc nào nó cũng kiểu có cái da mới ấy, thì trông nó sẽ không bị cặn khi mà mình đánh son. Chắc chắn là mọi người cũng đã nhìn thấy những sản phẩm như thế này ở trên những cái trang thương mại điện tử rồi, và những cái này giá của nó rất là rẻ luôn, chỉ có khoảng 1 đến 2 nghìn hay cùng lắm là 3 nghìn một cái mặt nạ môi như thế này. Mình cũng đã từng dùng thử trong một video rồi và cái kết quả là nó cũng làm cho môi mình nó bị được dưỡng ẩm hơn một chút. Thì trong một tuần từ 1 đến 2 lần mọi người có thể đắp sau khi mọi người tẩy da chết xong thì nó cũng làm cho môi mình gọi là đủ ẩm hơn. Nhưng mà còn một cách nữa mọi người có thể làm mặt nạ môi, đó chính là mua những cái viên vitamin E ở ngoài hàng thuốc ấy, và mọi người sẽ bóc những cái viên đó ra, mọi người bôi dày ở trên môi và đi ngủ, nó cũng tạo thành một cái lớp mặt nạ môi rất là tốt cho môi của mình. Tại vì vitamin E nó cũng là một chất để làm cho môi mình nó được căng, nó được có độ đàn hồi và trông nó hồng hào hơn. Nhắc đến chống nắng thì thường mọi người sẽ nhớ là chống nắng cho da mặt cũng như là chống nắng cho da body. Nhưng mà chắc là số ít các bạn thì sẽ nhớ đến là mình phải chống nắng cho cả da môi nữa. Tại vì như mình vừa nói từ đầu đó là da mặt thì có tận 15-16 lớp và có cả lớp sừng ở bên trên nữa. Nhưng mà da môi thì nó hoàn toàn không có cái lớp đó và nó chỉ có 3-4 lớp da thôi. Tức là cái nguy cơ nó bị tác hại từ UVA, UVB hoặc là bị ung thư da nó sẽ cao hơn nhiều so với cả da mặt. Nên là mọi người nên sắm cho mình những cái lip balm mà có SPF. Và SPF thì mình khuyên là khoảng SPF 15 đến SPF 30 là sẽ ok. Và thường những cái sản phẩm mà gọi là lip balm mà chống nắng ấy thì nó sẽ có những cái thành phần nó không nguy hiểm khi mà mình ăn hay là nuốt vào. Ví dụ như là cái này của Hura là mọi người có thể mua ở trên Watsons, mình sẽ để link ở dưới nha. Thì nó có những cái thành phần là hữu cơ, thành phần từ thiên nhiên nên nó sẽ không có hại gì khi mà mình ăn, mình nuốt vào cả. Và khi mà đánh nó rất nhẹ nhàng trên môi thôi. Trước khi mọi người đánh son, mọi người nên đánh một lớp son dưỡng có SPF vào đã nhá. Bước quan trọng nhất để có thể có được một đôi môi đẹp đó chính là cơ thể của mình phải luôn đủ nước, luôn luôn có một cái bình nước như thế này để mọi người có thể uống nước đầy đủ trong một ngày nhá. Đó, chỉ những bước đơn giản vậy thôi. Nếu mọi người có thể áp dụng được những bước này hàng ngày, hàng tuần thì mình đảm bảo là mọi người sẽ nhìn thấy sự khác biệt khi mọi người sử dụng son, hay là kể khi mình ngủ dậy mình cũng không cảm thấy đôi môi của mình nó quá nhợt nhạt hay là đánh son mãi mà nó không ăn được vào môi và nó bị trôi quá nhanh. Và tất cả những sản phẩm mình dùng ngày hôm nay thì mình sẽ link ở dưới description. Và tất cả những sản phẩm ngày
Và tất cả những sản phẩm mà mình đã nói đến ngày hôm nay thì mình sẽ link ở dưới description box cho mọi người nhé. Đừng quên ấn like cũng như là subscribe để có thể xem được những video tiếp theo ở trên channel của mình. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới. Bye bye.